Vâng, làm một cái video này trên thuyền kayak đây. Đi lan hạ đây. Xin chào mọi người cả nhà nhé. Vâng. Khéo nào, khéo khéo bắn, khéo bắn, khéo bắn, khéo bắn. Khéo bắn đang quay video đấy, kệ nó không sao cả, kệ nó. Đấy, các bạn biết đấy là đội chúng tôi ba mươi mấy năm rồi mới đi với nhau đây. Đây, cả đội đây. Đây. Đây rồi, đội kia nữa kìa. Đấy. Yeah. Đấy, các vị thấy này rất là nắng. Ủa, nóng đấy. Nóng đấy. Nóng đấy. Và không sao. Tự tách cho mày, em đứng nguyên, em không biết làm em đứng nguyên. Không biết làm cứ đứng nguyên đi. Ra hết luôn mà có gì đâu. Cứ ngồi yên đấy, cứ ngồi yên đấy, đi thẳng ra kia. Đi thẳng ra kia. Nó có. Đây đây đây, tôi sẽ là thuyền trưởng đi trước. Vâng, quý vị biết đấy, cái gì cũng phải biết và đương nhiên là chúng ta phải biết chèo thôi. Không biết chèo thì thuyền nó không chạy. À, quý vị biết là đây là một phong cảnh rất hữu tình. Đây đằng sau đằng trước tôi là đây là cái vịnh Lan Hạ mà để chèo thuyền kayak đây. Vâng, cuộc sống là phải sức khỏe. Vâng, bây giờ là giữa trưa đấy, nắng phết đấy, nhưng mà nói chung là tinh thần lên cao, phải đi thôi. Đấy, quý vị thấy là sông nước rất là đẹp. Đấy. Đội chúng tôi thì chơi nhau được lâu năm lắm, không vào đâu, không sợ. Đừng 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 ấy, đừng ấy, đừng ấy, rồi. Đấy, các vị thấy là chèo thuyền này cũng có một cái thú vị riêng. Đấy. Thì các vị thấy là sông nước mênh mông. À. Đấy. Đấy, đây là. Nào, bạn nào muốn kéo thì tôi kéo cho nào. Đấy, mỗi thằng mỗi thuyền là sướng không? À. Đang làm video để đồng bào trên thế giới và cả nước xem. Vâng, hiện nay tôi thấy có một thuyền đi vòng tròn rồi. Đi đây cơ mà. Đây cơ mà. Vâng, vào đây nói nó rất là oang vì xung quanh đây là một cái vịnh mà nó tất cả núi cao rất là đẹp các vị ạ. Đây tôi lại quay các vị xem nhá. Đấy, bên kia là đôi tình nhân chúng tôi toàn mấy chục năm thôi. Và cái nguồn năng lượng này tuyệt vời lắm các quý vị ạ. Nếu mà các quý vị lấy lại tái tạo năng lượng chỉ cần một ngày thôi, chúng ta sẽ rất là khỏe mạnh và chúng ta có thể làm việc rất là tốt. Và đương nhiên là quý vị sẽ thấy rằng là tôi một mình mà đặt cái máy quay ở trên cái thuyền này cũng hơi nguy hiểm đấy. Tại vì nó rơi tõm một cái thì là thôi xong, xong cái iPhone. Nhưng mà không sao, yêu quý các vị vẫn cứ làm. Và tôi xin nói các vị là cuộc sống nó phải có sức khỏe. Các vị muốn luyện tâm linh, các vị muốn luyện thiền, các bạn không có sức khỏe các bạn không thể nào luyện được. Cho nên là với tôi có một lời khuyên đối với quý vị các bạn, đó là chúng ta phải tinh tấn trong sức khỏe, trong các cơ bắp thì chúng ta mới luyện được thiền.
Và những cái bài tập mà tôi đã đưa ra miễn phí là các vị thấy rằng là rất là tuyệt vời, đó là múa ôm cầu tròn, đó là cá lượn và tẩy rửa hào quang. Thì quý vị cố gắng là cứ vào YouTube Cảm xạ Nguyễn Ngọc Sơn của tôi, và các quý vị có thể bấm tiếp là múa ôm cầu tròn thì nó sẽ lên các bài múa ôm cầu tròn. Tôi dạy ở Mỹ, dạy ở Ba Lan, dạy ở Việt Nam. Quý vị nào chưa hiểu biết thì còn thắc mắc thì các quý vị có thể nhắn tin qua Zalo 0934 559 559. Quý vị nhớ là nhắn tin, chúng ta không nên gọi điện. Hiện nay có rất nhiều người gọi điện tôi lúc khoảng 1, 2, 3, 4 giờ sáng. Thời gian này tôi muốn nghỉ ngơi các vị nhé. Và đương nhiên là tôi không nhấc máy được. Và các vị hãy giới thiệu về mình để tôi còn biết các vị ở đâu, bao nhiêu tuổi. Và đây là cái vịnh Lan Hạ đấy. Và tí nữa tôi lại xuống tôi bơi. Đó. Và các vị có công nhận với tôi rằng là có sức khỏe, có tất cả. Cho nên là các vị thấy rằng là không có sức khỏe thì không làm được cái gì hết. Và vậy nên chúng ta sẽ phấn đấu là sức khỏe và trí tuệ. Vâng, hai cái này các vị sẽ có tất cả mọi thứ. Các vị đừng phấn đấu về sàng vội các vị nhé. Triền triền là không được đâu. Các vị phải có sức khỏe. Thế chứ chưa? Và ôi yeah, ôi yeah, ôi yeah, rất là tuyệt vời. Wow. Ở đây tôi bơi ra cũng tương đối xa đấy, ở đằng cái tàu ở đâu rồi, để tôi xem các vị xem nó đâu rồi, đâu mất đấy, à tít ở đằng kia kìa. Đấy. Và quý vị nào muốn hỏi về tâm linh, phong thủy, cảm xạ năng lượng thì quý vị cố gắng nhắn tin vào các cái video mới nhất của tôi, đừng nhắn tin vào các video cũ. Bởi vì là những video đấy thường là tôi một tuần tôi mới kiểm tra và xem lại một lần, thành ra là sẽ không trả lời ngay cho các quý vị được nhé. Rồi, chào tạm biệt các quý vị, muốn các vị du lịch trên màn ảnh nhỏ một chút thôi. Và cũng nói về sức khỏe là trên hết, chúc quý vị khỏe và mọi sự an lành, gia đình hạnh phúc viên mãn. Tạm biệt.